Thưa quý vị và các bạn, sau khi bước qua độ tuổi 35 thì phụ nữ phải đối diện với nguy cơ suy giảm nội tiết tố nữ, và điều này có thể gây ảnh hưởng lớn đối với sức khỏe cũng như ngoại hình và thậm chí là cả tâm sinh lý, khiến cho người phụ nữ phải đối diện với những buồn, âu lo hay là cả những rắc rối khác trong cuộc sống. Vậy thì đâu là lời khuyên cũng như là những giải pháp cho những người phụ nữ của chúng ta khi bắt đầu bước vào độ tuổi trung niên? Chị Mai Trang năm nay mới ngoài 30 tuổi. Trong khoảng một năm trở lại đây, chị cảm thấy rất rõ sự thay đổi về sức khỏe, tâm sinh lý của mình khi bắt đầu bước vào giai đoạn tiền mãn kinh. Lo lắng về chỉ số cân nặng, tình trạng sạm da, tàn nhang, xuất hiện các vết nhăn trên da là những điều khiến chị Trang luôn căng thẳng, mệt mỏi, tự ti về bản thân mình. Tôi thì cũng đã có 2 đứa con rồi. Sau độ tuổi 30 thì da xuất hiện rất là nhiều nếp nhăn, nám tàn nhang. Ngoài ra nữa thì là cân nặng thay đổi, tính cách rất là thất thường. Tóc tai cũng khô sơ, trẻ ngọn, rất là buồn. Ngoài ra đôi khi không kiểm soát được cảm xúc và sức khỏe cũng đi xuống rất nhiều, không còn như ngày trước nữa. Đôi khi cảm thấy cơ thể rất là mệt mỏi mà không hiểu nguyên nhân vì sao. Nano mầm đậu nành với thành phần được chiết xuất từ mầm đậu nành isoflavon 0,3%, 250 mg, nano isoflavon, isoflavon 3,9%, 200 mg, cao khô đan sâm 50 mg, phụ liệu vỏ nang gelatin, magnesi stearat, có tác dụng giúp bổ sung isoflavon, hỗ trợ cải thiện các rối loạn do suy giảm nội tiết tố ở phụ nữ. Công nghệ nano đã được tư vấn bởi Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Khi công nghệ nano được ứng dụng trong bào chế nano isoflavon, sẽ giúp đưa các hoạt chất isoflavon về kích thước siêu nhỏ và để dễ dàng thẩm thấu sâu và tăng khả năng hấp thụ vào cơ thể lên đến 95% so với các isoflavon thông thường khác. Đây cũng chính là điểm ưu việt của nano isoflavon, phù hợp cho phụ nữ tiền mãn kinh có các dấu hiệu bốc hỏa, dễ cáu gắt, khả năng sinh lý giảm sút, mất ngủ, sạm da, nám da, tàn nhang, vết nhăn trên da, tóc khô sơ, dễ gãy rụng. Thưa quý vị và các bạn, với sự tiến bộ của khoa học thì thật tuyệt vời khi mà những người phụ nữ có thêm những giải pháp để có thể nâng cao sức khỏe của mình. Cụ thể trong chương trình ngày hôm nay đó chính là khắc phục tình trạng suy giảm nội tiết tố nữ. Và không biết là chị Mai Trang còn điều gì băn khoăn thắc mắc nữa không ạ? Thưa bác sĩ, tôi cũng tìm hiểu khá là nhiều cái tinh chất isoflavon nhưng mà không biết là nên lựa chọn sản phẩm gì ạ? Trong những các cái thực phẩm chăm sóc sức khỏe bây giờ thì có khá nhiều những các cái sản phẩm có mang cái isoflavon, nhưng mà bây giờ có một cái sản phẩm nó mới, nó là flagon. Tôi cho rằng cái điều này cũng rất là hấp dẫn, cái hàm lượng cái isoflavon nó cao hơn hẳn những cái sản phẩm khác. Hàm lượng nó nhiều thì chúng ta vừa đỡ phải uống cái số lượng nhiều này, thứ hai là cái lượng nhiều nó lại là gì, nó sẽ cái tác dụng của nó nhiều hơn. Nhưng mà tôi cho rằng nữa này, vì một là cái thực phẩm chăm sóc sức đẹp thì người ta có quyền lựa chọn. Nhưng mà tôi khuyên các bạn, ví dụ như Mai Trang chẳng hạn, là hãy là người sử dụng, khách hàng thông minh. Và nghĩa là gì? Chúng ta lựa chọn những các cái sản phẩm nào đã được nghiên cứu, đã được chứng minh bằng khoa học và nó phù hợp với mình. Và quả thực là những cái lời khuyên không chỉ là mang theo những kiến thức khoa học mà cả trong đó là những sự chia sẻ rất chân thành với chị em phụ nữ nữa. Một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Vũ Tiến Hòa với những chia sẻ cũng như là những đồng cảm của ông với những chị em phụ nữ trong chương trình ngày hôm nay, và cũng xin được cảm ơn những chia sẻ từ phía chị Mai Trang. Hy vọng rằng là với những thông tin mà ngày hôm nay chuyên gia của chương trình mang đến thì chị sẽ càng ngày càng biết cách chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình, cũng như là có thể chia sẻ thêm những người thân của chị nữa. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.